tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục chuyện tối nay người mua nhà mua xe sắp được vay ngân hàng này à, trả nợ ngân hàng khác với quy định mới việc linh hoạt trong lựa chọn ngân hàng sẽ được thực hiện dễ dàng hơn trước và khách hàng có thể chọn nhà băng có lãi suất vay thấp hơn hoặc có nhiều chương trình hỗ trợ hơn nhằm tối ưu hóa dòng tiền trước đây nếu muốn đảo khoản nợ giữa các ngân hàng khách hàng phải sử dụng một tài sản khác để thế chấp vay từ ngân hàng này trước khi trả nợ và rút tài sản đảm bảo ở khoản vay cũ. Vậy quy định này cụ thể ra sao, mang lại những tác động tích cực như thế nào? Chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng, xin chào MC, kính chào quý vị của VTC. Vâng, thưa ông, theo thông tư 06 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39/2016 quy định về hoạt động cho vay và với nhiều điều kiện tiếp cận vốn dễ dàng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 thì ông nghĩ sao về vấn đề này? À, và thông tư 06 của ngân hàng nhà nước thì sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9. À, tất nhiên có một số điều mới, à, có hai điều mới mà có lợi cho khách hàng. Thứ nhất là cái nhu cầu vay về nhà ở hoặc là phương tiện xe cơ giới các thứ thì hoàn toàn có thể vay từ ngân hàng này để trả ngân hàng khác. Thay đổi cái điểm này là so với thông tư 39 trước kia thì chỉ có cái vốn phục vụ cho các dự án kinh doanh thôi. Thì với được cái câu chuyện mua bán nợ giữa các cái ngân hàng với nhau. Để cho nên là có lợi hơn cho cái người vay tiêu dùng về mua nhà ở, hoặc xe máy nhưng mà tuy nhiên tôi lưu ý có hai điểm rất là quan trọng. Để giải quyết được cái câu chuyện mua vay ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng kia thì cái khoản vay đó nó phải đáp ứng được hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là Uh, cái thời hạn vay nó cũng chỉ được vay cái thời hạn còn lại của cái khoản vay trước kia tức là ví dụ trước kia vay 5 năm mà bây giờ đã trả hai năm rồi thì còn 3 năm thì chỉ được vay 3 năm thôi cái thứ hai là cái khoản nợ đó là phải khoản nợ tốt tức là không bị cơ cấu lại đó và như vậy thì cái điều kiện để đáp ứng để vay ngân hàng này để trả cho ngân hàng kia hay nó khác khác là mua nợ giữa các ngân hàng ấy, thì là phải là những khoản nợ tốt cũng là một cái điều tốt để có thể giảm được cái lãi suất vay khi mà chuyển từ cái ngân hàng lãi suất cao sang ngân hàng lãi suất thấp thì đấy mới chỉ là có thể thôi còn chưa hẳn đã đã như vậy à, điều đấy là điểm thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là cái thông tư 06 à, bổ sung mới nó có thêm một cái điểm mới đấy thì có lợi cho khách hàng nếu như mà thực sự có thể giảm được lãi suất cái điểm thứ hai có lợi cho khách hàng là trong thông tư 06 thì có một cái nhóm điều khoản quy định về cái câu chuyện cho vay À, bằng phương thức điện tử à, tôi nghĩ rằng là phải sử dụng là cho vay thông qua cái phương thức điện tử thì đúng hơn bởi vì là à, nếu như không thì dễ bị nhầm lẫn giữa bằng việt nam đồng với bằng ngoại tệ cho nên là thông qua phương thức điện tử thì các món cho vay và các ngân hàng số các cái ngân hàng người ta số hóa thì chắc chắn là cái câu chuyện tiếp cận À, chúng ta gửi thủ tục hay là phê duyệt cho vay nó được tự động hóa thì nó cũng sẽ nhanh hơn dễ dãi hơn dễ dàng hơn cho khách hàng trong cái quá trình số hóa đấy là là cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nói về cái thông tư 06 này tuy nhiên thì thông tư 06 cũng có bổ sung thêm ba cái hạn chế cho vay tức là không được nhu cầu mà không được cho vay bao gồm là cho vay để gửi tiền Đó. thì cái câu chuyện này thì là ngân hàng nhà nước muốn chặn cái câu chuyện là gửi ngoại tệ 0% lãi suất ở ngân hàng này đi cầm cố vay để gửi tiền Việt để ăn cái chênh lệch lãi suất. Cái thứ hai là những cái nhu cầu vay để mà góp bộ, uh, có thể mua lại các cái 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 vốn ở trong các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty liên doanh à, hoặc là những cái nhu cầu vay mua cổ phần, nắm giữ cổ phần của những cái công ty cổ phần mà chưa được niêm yết ở trên sàn hoặc chưa được giao dịch upcom. Thì đấy là cái thứ hai bị hạn chế. Đặc biệt là cái thứ ba là không được cho vay vào những cái nhu cầu góp vốn hoặc là những cái dự án mà không đáp không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật đấy là ba cái cái mới còn lại uh, uh, thực sự thì tôi phải nói luôn là các cái điều kiện uh, về cho vay thì vẫn như điều 7 của thông tư 39 trước kia duy nhất chỉ có khoản 5 của điều 7 thông tư 39 trước kia được quy định chi tiết hơn ở trong thông tư 06 này thì sẽ bãi bỏ cái khoản năm ấy thôi chứ còn lại tất cả các điều kiện tín dụng thì quan điểm nhất quán của ngân hàng nước là không bao giờ hạ chuẩn tín dụng cả. Vâng như vậy là có rất nhiều điều kiện mới ở trong cái thông tư 06 này vâng. để giúp người vay có thể hiểu rõ hơn vâng. mình cần vay như thế nào. Và như tôi vừa thông tin trong thông tư này thì có quy định mua nhà, mua xe sắp được vay ngân hàng này trả nợ cho ngân hàng khác. ạ Thì điều này có lợi như thế nào cho người vua may? À, tôi nghĩ là chỉ có một cái lợi lớn nhất là nếu như khách hàng đó như anh hoặc là tôi có thể đàm phán được một cái ngân hàng mà cái mức lãi suất nó rẻ hơn thì cái khoản vay của chúng ta như lúc nãy tôi nói đấy là cái điều kiện nó phải là vẫn là khoản vay rất là tốt thì mới có thể là chuyển sang vay ngân hàng khác để trả nợ cho cái ngân hàng trước để sẽ hưởng lợi hơn được tức là giảm được cái lãi suất tiền vay đó tất nhiên đấy là có thể thôi tôi nói là coi như là cái mặt bằng lãi suất hiện nay tranh lệch giữa các ngân hàng với nhau ấy, thì nó cũng không phải là quá cao mà thậm chí là người ta còn có quy định thêm vào cái câu chuyện là anh phải trả trước hạn thì anh sẽ phải trả một cái khoản phí à, phạt trả trước hạn. Đó, thì rõ ràng là chưa hẳn anh đã được hưởng lợi hưởng lợi cái câu chuyện này. À, tôi nghĩ rằng là hai cái điều kiện mà tôi nói ở trên thì, thì có lẽ là cái điều kiện cho cái khách hàng vay cá nhân để mua nhà, mua xe các thứ này khác ấy, thì có thể sẽ giảm được một chút ít về mặt chi phí lãi vay. Dạ, vâng. Có thể giảm một chút ít về chi phí lãi vay đúng không? Vâng. Dạ vâng. Và hiện tại thì các ngân hàng đang để phí phạt trả trước là khoảng từ 2 cho đến 3% số tiền trả nợ trước hạn. Nếu tăng lên 4 cho đến 5% thì có khi tiền phạt còn hơn cả tranh lệch lãi suất nếu chuyển sang ngân hàng khác. Vậy thì ông nghĩ sao về điều này khi thông tư có hiệu lực ờ, chính vì thế cho nên là lúc nãy tôi có trả lời là có thể được hưởng một phần giảm lãi suất nhưng nếu các ngân hàng họ sử dụng kỹ thuật đó đẩy cái lãi suất phạt lên đó là ba bốn năm thế thì chắc chắn là coi như là sẽ không có một cái lợi gì cho người vay cả thậm chí có khi lại còn uh, cao hơn so với cái phần mà mình đang kỳ vọng là mình sẽ được hưởng cái trần tranh lệch lãi suất giữa ngân hàng a với ngân hàng b và chính vì vậy ấy, thì đấy là một trong những cái thủ thuật và những cái cách để cái ngân hàng mà họ đang cho vay họ giữ chân những cái khách hàng tốt Đó. họ sẽ giữ chân lại những cái khách hàng tốt bởi anh nào cũng muốn khách hàng tốt anh nào cũng muốn chất lượng tín dụng của mình tốt hơn, Ở đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là đây là những cái điều kiện rào cản về mặt kỹ thuật để mà mong muốn của người coi như là vay vốn như anh em chúng ta vay vốn mua nhà hay mua xe và phương tiện vận tải để có thể giảm cái mức lãi suất tiền vay cũng chưa hẳn đã là có thể khả thi được. Đó. Và điều này thì nó lại là được pháp luật cho phép. Đó. Trong cái thông tư 39 thì các cái lãi suất phạt trả trước hạn hoặc là uh, các cái phí về coi như một cái hạn uh, mức tín dụng dự phòng vân vân tất cả các thứ đều được cho phép cả. Và như vậy thì rõ ràng là tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn đúng pháp luật. Đây chính là một trong những điều kiện kỹ thuật mà tôi muốn nói lại là cái lợi cho khách hàng về giảm tiền gửi, uh, giảm cái lãi suất tiền vay chưa hẳn đã có thể đạt được trên thực tế. Dạ vâng. Và nhiều người thì cho rằng cái việc uh, điều chỉnh về chính sách hiện nay như là việc lãi vay của các ngân hàng buộc phải hấp dẫn để cạnh tranh nếu muốn uh hút khách hàng thì điều này sẽ giúp người dân dễ tiếp cận hơn với vay vốn ngân hàng có đúng hay không ạ? À, tôi thì tôi không đồng ý quan điểm này. À, phải nói thẳng là chúng ta thừa biết rằng nền kinh tế của Việt Nam là đang trong giai đoạn phát triển và doanh nghiệp hay người dân ai cũng cần vốn cả. Hay nói cách khác là cầu về vốn luôn, luôn luôn lớn hơn so với cung về vốn, đúng không ạ? Và các ngân hàng thì bao giờ cũng quan tâm đến chất lượng tín dụng cho nên mỏi mắt đi tìm khách hàng tốt, đúng không ạ? chúng ta vẫn đang thấy rằng là các cái ngân hàng thì rất là muốn tìm những khách hàng tốt hơn và như vậy thì đúng đương nhiên là có về mặt lý thuyết ấy, thì có thể là những khách hàng tốt thì sẽ được các cái ngân hàng người ta ưu ái hơn về mặt lãi suất rồi về phí chứ còn về mặt điều kiện thì pháp luật quy định rồi thì không thể giảm điều kiện được. người ta có thể giảm phí, giảm lãi suất xuống hoặc là phục vụ tốt hơn thì cái đấy là có thể có. Thế còn lại bảo là các ngân hàng sẽ cạnh tranh nhau để người dân sẽ tiếp cận một cách dễ dàng hơn thì tôi nghĩ là không có. Không có câu chuyện đó bởi vì, vì chuẩn về mặt tiến dụng theo điều 7 của coi như thông tư 39 ngân hàng nước đã quy định bốn điều kiện ở trên với cái điều kiện mà để vay cái lãi suất ưu đãi vào năm lĩnh vực ưu tiên á được chi tiết hơn ở trong cái thông tư 06 mới này này thì rõ ràng là anh phải đáp ứng được cái tình hình tài chính minh bạch và có khả năng để trả nợ à, tất cả những cái điều kiện nó nó không thay đổi vậy thì không thể nói cái câu chuyện là có thể tiếp cận dễ dãi hơn được cho nên là tôi cho rằng là cái cách hiểu đó thì nó chưa đầy đủ và chưa đúng với thực tế bởi vì là các ngân hàng quan điểm xuyên suốt của ngân hàng nhà nước cũng như của các ngân hàng người ta đều phải bảo đảm các cái chuẩn về mặt tín dụng ạ không bao giờ hạ chuẩn tín dụng cả và như vậy thì cái điều kiện tiếp cận nó vẫn là tương đương nhau trong điều kiện như hiện nay À, khi mà coi như là tổng cầu nền kinh tế suy giảm xuất khẩu cũng suy giảm khó khăn hơn người dân cũng thắt chặt hầu ao hơn thì rõ ràng điều kiện sản xuất kinh doanh cũng sẽ rất khó và như vậy thì rõ ràng là không hẳn là cái câu chuyện mà có thể uh, mong muốn uh, coi như tiếp cận dễ hơn được mà chủ yếu là nếu như anh hoặc tôi là chủ doanh nghiệp hoặc là những khách hàng đã tốt ấy, thì xin lỗi là ngân hàng nào người ta cũng sẵn sàng chào mời sẵn sàng chào mời chúng ta ngay vấn đề là coi như mình có đáp ứng đủ điều kiện hay không vì điều kiện là vẫn như thế không thay đổi điều kiện à. vẫn như thế phải chuẩn về mặt tín dụng đúng không ạ vâng chuẩn về mặt tín dụng và cái sức cạnh tranh hầu như là đồng đều của nhau hết cho nhau hết và. không bị ở ngân hàng nào à, tranh ngân hàng nào quá quá nhiều đúng không ạ nó không tranh được nhau không nhỏ mình. và chúng ta phải nhớ rằng là cái điều kiện quan trọng nhất nó là phải cái điều kiện về vốn nó phải dôi dư vốn nó phải thoải mái chứ bây giờ lúc nào chúng ta cũng thiếu vốn ai cũng cần vốn cả thì rõ ràng là cái câu chuyện ở đây cái sức ép cạnh tranh để mà cố gắng hạ cái lãi suất xuống thì khó mà chủ yếu là chỉ có hạ lãi suất để cạnh tranh là thu hút những khách hàng tốt mà thôi tôi mới nói như vậy mà chúng ta phải đáp ứng được cái điều kiện tốt cả Đó, chúng ta phải trở thành khách hàng ở nhóm một luôn luôn là coi như là chấm điểm xếp hạng tín dụng ở mấy chữ a hoặc ba chữ a ví dụ như thế thì chúng ta mới có thể có quyền để chọn ngân hàng vâng và hiện nay thì gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn còn đang dồn lên vai hệ thống ngân hàng do là thị trường vẫn vẫn còn gặp nhiều bất cập ạ vậy thì theo ông chính sách ngân hàng cần phải thay đổi như thế nào trong bối cảnh hiện nay để khơi thông được nền kinh tế à, câu hỏi này là câu hỏi rất là hay và rất là thú vị nhưng mà tôi nghĩ rằng là à, cho đến giờ thời điểm hiện nay rõ ràng là nền kinh tế của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn tổng cầu thì suy giảm đầu tư công thì không giải ngân được xuất khẩu cũng suy giảm À, ở trên 12%, tất cả những cái chuyện đó đều rất khó khăn. Nhưng cái điểm thứ hai á, là nền kinh tế Việt Nam lại dựa vào hệ thống ngân hàng. À, nếu mà tính tổng tài sản ra thì có lẽ là bây giờ coi như là uh, tổng tài sản tài chính khu vực ngân hàng vẫn phải nắm giữ và cung ứng nền kinh tế trên 70%. Và như vậy thì nó là một cái điều rất là khó cho hệ thống ngân hàng. Lúc nào cũng có một cái áp lực rất lớn cho hệ thống ngân hàng. Và hiện tại, hiện nay thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy bình tĩnh đừng có gọi như là gây áp lực quá lớn lên cái chính sách tiền tệ hay là cái khác uh, lên hệ thống ngân hàng mà cái quan trọng nhất hiện nay với tôi thì đó lại là câu chuyện chúng ta phải sử dụng chính sách tài khoá à, chính sách cơ tài khoá nghịch chu kỳ giai đoạn này là cung ứng tiền dân nền kinh tế phải là từ chính sách tài khoá rất tiếc là hiện nay chúng ta có gần một triệu tỷ vấn đề ở ngân hàng nhà nước của ngân sách mà có danh mục rồi đầu tư công rồi có danh mục để chi tiêu rồi mà lại không chi ra được và tôi cũng nói luôn theo coi như tài khoản ngân hàng trung ương thì tiền ngân sách mà còn nằm ở trong ngân hàng nhà nước ấy, thì nó không phải là tiền của nền kinh tế nó giống như là tiền vẫn còn đang nằm trong kho phát hành giống như một đống đống giấy vậy thôi nó không phải là nền kinh tế và nó biểu hiện ra thiếu tiền của nền kinh tế này ở chỗ nào ở chỗ là các doanh nghiệp bây giờ đang lợ lẫn nhau và lòng vòng rất nhiều không có dòng tiền để mà quay vòng. Đó. Bạn sẽ thấy rất là rõ, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp và thi công. Hiện nay các cái bên A nợ các cái bên B thi lắp thi công xây lắp cỡ khoảng 135.000 tỷ. Và như vậy thì cuối cùng tiền nó cứ thiếu như thế và cứ toàn người nợ nợ người kia cứ lòng vòng như thế này nó sẽ không có hiệu quả. Cuối cùng Rất nguy hiểm là nếu như chúng ta cứ kéo dài cái tình trạng này thì nó sẽ quay trở về là trở thành cái đống nợ xấu của hệ thống ngân hàng dạ. cho nên là, là áp lực lên hệ thống ngân hàng dạ. vì vậy thì quan điểm của tôi là lúc này là lúc mà cần phải bật nhanh cái câu chuyện dạ. là đẩy chi tiêu công ra dạ, vâng. đầu đẩy, đẩy cái đầu tư công ra thì cái dòng tiền nó ra nền kinh tế rồi dạ. thì lúc bấy giờ thì tất cả coi các doanh nghiệp được hưởng dạ. lợi hay rồi là tiền cũng quay trở về hệ thống dạ. ngân hàng và tiền gửi tăng lên thì ngân hàng cũng sẽ dồi dào nguồn vốn hơn dạ, vâng. cũng cho vay để đáp ứng các cái chuẩn của ngân hàng nước quy định là 80% cho vay dạ. huy động từ thị trường một dạ vâng rất cảm, cảm ơn đã chuyên gia kinh tế phạm xuân huề đã có những chia sẻ hết sức lợi thiết thực trong chương trình ngày hôm nay Và cảm ơn ông và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại